Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Trong phần 1 của chương trình Đối thoại, các khách mời đã cùng đưa ra những nhận định, đánh giá về những giải pháp mà ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thì đây là cái quan tính của tôi, là nếu mà cái tổng dư nợ từ đây đến cuối năm đâu đó vào khoảng, hiện tại nó đang ở cái mức 9,6 triệu tỷ đồng, và có thể từ đây đến cuối năm lên vào khoảng 10 triệu tỷ đồng, thì cứ tính là từ đây đến cuối năm bình quân là 10 triệu tỷ đồng đi. Thì với 10 triệu tỷ đồng, thì từ đây đến cuối năm mà nếu mà tính cái net interest margin, là cái biên độ lợi nhuận biên của ngân hàng, tức là cái chi phí lãi cho vay trừ đi lãi huy động, cái margin đó cho là 4% đi, thì từ đây cho đến cuối năm các ngân hàng có một cái lợi nhuận đâu đó 150.000 tỷ đồng. Và nếu mà ngân hàng giảm lãi cũng như là chi phí, như là phó thống đốc nói, dự trù vào khoảng 20.300 tỷ đồng, thì có lẽ từ đây đến cuối năm thì các ngân hàng nếu mà cộng cả tất cả những cái chi phí khác nữa, những cái lãi khác nữa, thì có lẽ ngành ngân hàng hy sinh đâu đó cho cả hệ thống 10% trên cái lợi nhuận biên của ngân hàng. 10%, nếu mà thật sự ra ngành ngân hàng mà hy sinh như thế thì tôi nghĩ là một cái hy sinh rất đáng kể, 10% trên cái biên. Thì đó là cái con số của tôi. Thì tôi cũng đồng ý với cái chuyện ấy, là cái chuyện mà doanh nghiệp ấy, lâu nay thực ra doanh nghiệp ta họ thì lúc nào kêu, bởi vì bản chất của chúng ta là lãi suất nó cao thật, nó cao hơn nhiều so với mức chung của thế giới. Thế ngân hàng thì bảo nó có cái lý do chính đáng để mà giữ cái đấy, thì doanh nghiệp phải chịu, thì họ rồi cũng chịu được, khổ mấy chịu được, nhưng đến bây giờ có lẽ là đến tận cùng rồi, cho nên chúng ta phải tính đến cái khả năng chịu đựng ấy là nó đang đến cái tới hạn. Cho nên ấy, cái chỗ này là không phải chỉ đặt vấn đề là chỉ là vấn đề là doanh nghiệp ấy, ngân hàng ấy giảm vẫn giữ được cái lợi nhuận coi như cho đàng hoàng, mà là trên tinh thần chia sẻ đến cái mức mà có thể là nền kinh tế yêu cầu, để giữ được cái mạch sống ở cái phía hàng hóa đó, phía doanh nghiệp sản xuất đấy, cho nền kinh tế. Tôi cho là phải đạt được đến cái mức ấy thì mới xử lý được vấn đề. Kết thúc phần 1 của chương trình Đối thoại, khách mời doanh nghiệp đã đưa ra một số giải pháp để ngân hàng có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn trong thời gian tới trước tác động nặng nề của làn sóng Covid thời gian qua. Sau khi nghe ý kiến của hai thầy thì tôi cũng lãnh hội được. Tôi thấy rằng là đúng như thầy Hiếu nói, có thể là chúng ta cần phải có hai giải pháp chắc chắn. Một giải pháp nghiêng về tiền tệ và một giải pháp là nghiêng về tài khoá. Mà giải pháp như về tiền tệ đó, như thầy Hiếu nói, tôi thấy chưa đủ mạnh. Nó phải vượt xa hơn khuôn khổ của những ngân hàng thương mại lam lũ. Tại vì tôi cũng có tham khảo ý kiến một vài thầy ở làm trong hệ thống ngân hàng. Thì thấy cái thân phận của những ngân hàng thương mại cổ phần của chúng ta, tuy rằng nó sang trọng, tuy rằng nó lịch lãm như thế, nhưng mà trong một cái vai trò là hoạt động trong cái hệ thống luật pháp, hoạt động dưới luật, thì những luật ấn định thì nó có những khuôn khổ của đó. Và nói chung thì những ngân hàng của chúng ta làm việc cũng rất là lam lũ mới có được đồng lời. Nhưng mà một trong những cái vị trí mà có thể nói rằng là sáng chói nhất là và có quyền lực nhất cũng như có năng lực dồi dào nhất, đó là cái vị trí của cái người cho vay cuối cùng, đó là ngân hàng trung tâm. Đấy. Thì tôi cho rằng nếu mà những cái giải pháp mà thầy Hiếu nói mà trao về cho cái vai trò của ngân hàng trung tâm làm, thì tôi nghĩ rằng nó là một trong những cái sự mở rộng nó sẽ rất là lớn lao và nó sẽ mang lại hiệu quả rất là nhiều. Tôi cũng có xem lại một số tài liệu cũ, thì tôi thấy rằng là cái năng lực về số nhân tiền tệ của chúng ta đó là chúng ta chưa phát huy. Cái năng lực chúng ta mà nếu ở cấp độ là tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, thì cái năng lực mà cho vay của hệ thống ngân hàng chúng ta đó là phải gấp 5 lần so với lại cái tổng số tiền gửi.
Thì đây là cái công thức rất là chuẩn mà tôi tham khảo ở bốn tài liệu khác nhau. À, như phải xoay ngược tức là nếu mà ở cái cấp độ là tỷ lệ dự trữ 10% thì số dư tiền tệ chúng ta là sẽ lớn hơn 5,26, và 5,26 được tính ở đây là cái khả năng mà cái hệ thống ngân hàng chúng ta có thể cho vay gấp hơn 5 lần so với lại tổng số tiền gửi chúng ta. Hiện tại tổng số tiền gửi chúng ta là khoảng 10.300.000 tỷ, thì có nghĩa là cái năng lực của hệ thống ngân hàng chúng ta có thể cho vay ra trên 50 triệu tỷ, chứ không phải chỉ với dư nợ là 9.300.000 tỷ như bây giờ. Thì cái năng lực đó là tất cả những ngân hàng thương mại dồn vào cho ngân hàng trung tâm, và ngân hàng trung tâm chừng nào mà còn băng tư tâm tư về cái sự khai thác cái năng lực này thì chừng đó có thể rằng chúng ta đang bị bó hẹp trong một khuôn viên nào đó, và chúng ta vẫn phải cử những cái người mà có những cái chức năng thấp hơn, có những năng lực thấp hơn đó ngành thương mại, phải cán đáng những công việc trọng đại của quốc gia. Do đó cho nên bây giờ với một cái sự khả năng dôi dư về mặt năng lực là gấp 5 lần hơn nữa và hơn thế nữa so với lại cái năng lực cho vay hiện tại, tức là chỉ khoảng dư nợ khoảng 9 triệu mấy trăm ngàn tỷ thôi, tức là còn khoảng hơn 40 ngàn tỷ nữa nếu theo tính toán. Đó, đây là ở cái cấp độ là cái mức độ là bị rò rỉ tiền mặt là 1.400.000 tỷ, giống như là những số liệu mà cho tôi biết, tức là tiền lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng á chiếm 11,4%, và ở cấp độ là dự trữ bắt buộc 10%. Nếu mà dự trữ bắt buộc tăng hơn, tôi không biết là dự trữ bắt buộc thực sự bây giờ là bao nhiêu, nếu tăng hơn thì cái số này nó nhỏ lại 3%, thì cái số này nó còn lớn hơn nữa, có thể lên tới 7-8 lần so với 9.300.000 tỷ này. Thì tôi không biết lý do tại sao mà chúng ta e dè trong vấn đề sử dụng cái năng lực vô tận này. Tôi nghe một số dư luận mà có chất là không chính thống thôi cho rằng là nếu cái hệ thống mà dự trữ liên bang Mỹ á, nếu cái nước Mỹ á, là cái dư nợ mà tiền cái tổng số tiền gửi á, là gấp 2 lần GDP, nghĩa là khoảng 40.000 tỷ đô, thì cái khả năng mà Fed có thể cho vay ra là trên dưới từ 300.000 cho tới 600.000 tỷ đô mà Fed chưa khai thác. Fed chỉ khai thác từ từ thôi. Đó. Nhưng mà có thể rằng với một cái cấu trúc mà về của nền kinh tế nó chặt chẽ như thế nào đó, chúng ta mới có thể thành đạt được cái khả năng mà xem như là cho vay bội số về số nhân tiền tệ so với lại cái giá trị tiền gửi nó cao gấp nhiều lần như vậy. Có thể rằng là chúng ta có những cái lỗi hay là những cái sự thiếu chặt chẽ trong cái cấu trúc về mặt là cái hỗn hợp sản lượng của nền kinh tế. Thí dụ chúng ta nghiêng về giống như tiền đầu tư vào bất động sản nhiều quá. Thí dụ như là chúng ta nghiêng về đầu tư vào những cái xem như là ngành sản xuất mà nó mang chất là sỏi, chưa đi vào chiều sâu. Thí dụ chúng ta chưa có được nhà máy luyện kim với 50 loại thép công nghệ trị giá 5 tỷ đô. Thí dụ vậy, thí dụ ngành thép chúng ta chỉ đi vào thép xây dựng thôi, chứ còn những cái đề công nghệ gần như là chưa có gì cả. Thí dụ như là những vấn đề thuộc về kỹ thuật số chúng ta thì vẫn ở bên thềm. Và thí dụ những quán chất cơ bản chúng ta là đáng lẽ chúng ta phải có 300 nhà máy với những quy trình điều chế khác nhau, thì chúng ta lo đầu tư mua đất không? Và tất cả những vấn đề ví dụ công nghệ sinh học thì chúng ta cũng dễ học về mặt lý thuyết, trường đại học thì gần như là đứng ngoài những cái hoạt động xã hội về mặt nghiên cứu khoa học. Ví dụ tất cả những thứ đó, đó là những cái lỗi về mặt cấu trúc của nền kinh tế để cho cái số nhân tiền tệ chúng ta không phát huy được, để cho khi mà chúng ta muốn mở rộng cái bản cân đối kế toán của ngân hàng trung tâm thì chúng ta e dè. Chúng ta không biết rằng chúng ta có bị lỗi để mà đưa đến một sự lạm phát nào đó hay không. Và dân dân, tôi giả định như bây giờ chúng ta về mặt chính sách tiền tệ, ví dụ như chúng ta có thể mở rộng cái bản cân đối kế toán của ngân hàng trung tâm bằng cách chúng ta mua trái phiếu của 20 triệu tài khoản cá nhân. Mỗi một cá nhân như vậy khoảng chừng 20 triệu, 400 ngàn tỷ, quá đơn giản, quá ít. Ví dụ chúng ta có thể là hỗ trợ là 10.000 doanh nghiệp điển hình với những danh sách cụ thể
mỗi một doanh nghiệp bao nhiêu tiền đó, với một nguồn lực là khoảng 600.000 tỷ, vị chi chỉ có 1 triệu tỷ thôi. Nó quá ít ỏi so với cái năng lực về mặt lý thuyết mà chúng ta tính, và nó vẫn là rất ít so với lại tổng dư nợ của chúng ta. Cũng có thể là chỉ bằng là 1/2/3 hay gì đó là về mặt tăng trưởng tín dụng mà chúng ta dự kiến cho cái năm mà giống như làm ăn bết bát này. Thì tất cả những thứ đó là đề nghị ngân hàng trung tâm xem như là có thể nói rằng mạnh dạng kém e dè để đối thoại với chính phủ, đối thoại với các ngân hàng thương mại, và để mà mở rộng cái năng lực vô biên của mình, và xem như là vẫn được xem như là đề cập đến một cách ít ỏi trong thời gian qua. Vâng ạ. Còn giải pháp thứ hai nữa là liên quan đến chính sách tài khoá. Chính sách tài khoá thì bây giờ đây á, ví dụ như là cái chính phủ á, là phải có thể xem ngân hàng trung tâm như một cái thực thể. Có thể nói độc lập á, thì cũng không phải là quá đáng, nhưng mà tương đối độc lập, và cử cho những vị này nằm ở trong những cái vị trí chính trị tốt đẹp, mạnh mẽ hơn. Lấy ví dụ như thống đốc ngân hàng là ủy viên bộ chính trị, ví dụ vậy, hoặc là phó chủ tịch nước cũng là phó thống đốc ngân hàng. Thì để chi? Để chúng ta thấy rằng những người nắm vận mệnh của quốc gia có thể đẩy đất nước này cao hơn tất cả những quốc gia khác ở châu Á, có thể cũng có tầm dốc đủ để đối ẩm với bộ chính trị. Vì cái tính chất tương đối độc lập của mình, và vì cái xem như nguồn lực bất tận vô hạn của mình, có thể cứu vãn tất cả những cái gì thuộc về đất nước của chúng ta. Để chi? Để ngân hàng trung tâm có thể mở rộng cái cánh cửa mua xem như 2 triệu tỷ trái phiếu chính phủ trong một kỳ hạn nào đó, để chính phủ hoàn thành tất cả những vấn đề cộng đồng, ví dụ như tài trợ cho quỹ hưu trí, tài trợ cho xem như là trẻ em khuyết tật, tài trợ cho những người vô gia cư, tài trợ những người nghèo, tài trợ những người thất nghiệp trong giai đoạn nào đó, rồi xem như tăng tiền lương hưu lên. Tất cả thứ đó nó trở thành những cái chương trình thoáng đạt, và nó đẩy chúng ta lên tới một cái level nào đó, mà ở đó cái sự hạnh phúc và thu nhập của người dân trở thành một cái nó rất là cao hơn, để nó làm cho đất nước chúng ta có những cái cơ hội dài so hơn. Trong phần 2 của chương trình đối thoại, bàn về việc các ngân hàng cần phải làm thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của làn sóng Covid, các khách mời sẽ cùng bàn luận về những giải pháp mà khách mời doanh nghiệp đã đưa ra trong số đối thoại phần đầu. Qua những cái trao đổi, những cái nhận định của tiến sĩ Hưng thì dĩ nhiên có những cái điểm rất là tích cực, có những cái điểm mà tôi cũng rất vui và đồng thuận với lại tiến sĩ Hưng, nhưng mà cũng có một số những cái điểm và dĩ nhiên là trên quan điểm về chính sách tài chính, chính sách tiền tệ thì tôi cho phép tôi không đồng ý. Thứ nhất là về cái cung tiền đó, tiến sĩ Hưng nói là có lẽ bây giờ mình phải đẩy cung tiền lên đến 5 lần nữa để mà hỗ trợ nền kinh tế. Với một cái tăng cái số lượng của cung tiền mà lên đến nhiều như thế thì tôi bảo đảm với chị Hưng là chỉ trong 6 tháng thôi lạm phát của chúng ta sẽ trở lại cái mức lạm phát như 2008-09. Là chị phép tôi thấy hai anh đề cập đến những cái chuyện nó rất là nền tảng. Có cái lúc khác mà thảo luận những cái này về mặt cả về mặt thực tiễn, cả mặt lý luận, nó rất là cơ bản. Nhất là cái cách tiếp cận của anh Hưng ấy là nó luôn luôn nó mở ra những cái, nhưng mà hình như nó đi hơi xa với cái chủ đề ngày hôm nay. Thì có cái chỗ là cái tranh luận về cái gọi là mở rộng cung tiền ấy, thì có lẽ là ý của anh Hưng nó không phải là phang đến cái mức mà tiền nó tuôn ra ào ạt, nhưng mà cái sự khan hiếm theo cái nghĩa dòng tiền nó đứt ấy, là đang cần phải có tìm cái cách mà khắc phục ấy. Thì tôi nghĩ là cái ý tưởng của anh Hưng cũng là cái mà chúng ta phải nên lưu ý. Xin mời quý vị cùng đón xem tiếp phần 2 của chương trình đối thoại để cùng lắng nghe ý kiến của các khách mời về những giải pháp doanh nghiệp đã đưa ra. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vâng ạ, những ý kiến rất là tâm huyết từ phía một doanh nghiệp như của ông Hưng. Ông Hiếu chia sẻ đi ạ. Qua những cái trao đổi, những cái nhận định của tiến sĩ Hưng thì dĩ nhiên có những cái điểm rất là tích cực, có những cái điểm mà tôi cũng rất vui và đồng thuận với lại tiến sĩ Hưng, nhưng mà cũng có một số những cái điểm và dĩ nhiên là trên quan điểm
về chính sách tài chính, chính sách tiền tệ thì tôi cho phép tôi không đồng ý. Thứ nhất là về cái cung tiền đó, tiến sĩ Hưng nói là có lẽ bây giờ mình phải đẩy cung tiền lên đến 5 lần nữa để mà hỗ trợ nền kinh tế. Dĩ nhiên là tiến sĩ Hưng có những cái lý thuyết của tiến sĩ Hưng và có những cái luận chứng cũng như là có những công thức để mà tính ra tại sao là phải tăng lên 5 lần. Nhưng mà tôi thú thật là trên cái quan điểm về tài chính mà bây giờ nếu mà cái cung tiền ở Việt Nam mà tăng lên 5 lần, mặc dầu là cái vòng quanh cái tốc độ vận chuyển của cái cung tiền cái M1 nó hiện tại nó rất là chậm vì tất cả những cái vấn đề sản xuất kinh doanh nó đang chậm như thế này, thì ra cái vấn đề mà cung tiền mà đẩy cho nền kinh tế mà cái xoay chuyển như thế này nó chậm lại rất nhiều. Nhưng mà tuy nhiên với một cái tăng cái số lượng của cung tiền mà lên đến nhiều như thế thì tôi bảo đảm với chị Hưng là chỉ trong 6 tháng thôi lạm phát của chúng ta sẽ trở lại cái mức lạm phát như 2008 để chín. Đó là cái điều mà tôi rất lo sợ. Thật ra anh em mình ở trong ngành tài chính cũng đều biết rằng cái vấn đề ổn định tiền đồng là cái vấn đề mà tối thượng trong chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ nó có hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là ổn định tiền đồng và thứ hai nữa là hỗ trợ phát triển kinh tế. Thì tôi đồng ý là để phát triển kinh tế chúng ta cứ bơm tiền ra ngoài đi. Bơm tiền ra ngoài, bơm tiền cho các doanh nghiệp, bơm tiền cho những người lao động đang bị khó khăn thất nghiệp như thế này để ít nhất là họ có tiền, để ít nhất là các doanh nghiệp trải qua được những khó khăn, mà đặc biệt là đấy trong thành phố Hồ Chí Minh 30-40% các doanh nghiệp hiện tại đang đóng cửa tại vì cái chỉ thị 3T của chúng ta và rất nhiều doanh nghiệp không có đủ tiền để mà trả những cái chi phí như thế, thì bây giờ bơm tiền cho họ đi thì đúng cái quan điểm đó thì để hỗ trợ nền kinh tế. Nhưng mà cái gì sẽ xảy ra trong 1 năm nữa, 2 năm nữa khi mà cái lượng tiền nó đi vào trong lưu thông mà nhiều như thế, tôi bảo đảm với tiến sĩ là nếu mà tiền như thế thì tôi cũng sẽ là cái người mà được hưởng, và nếu mà tôi là cái người mà chơi bất và chơi chứng khoán, tôi sẽ đổ rất nhiều tiền vào những cái tài sản rủi ro như thế để mà kiếm lời nhanh chóng, và chưa chắc gì đẩy cái đồng tiền đó là đi vào sản xuất kinh doanh đâu. Mà đấy chúng ta thấy rằng hiện tại ngay cả thời buổi hiện tại khi mà sản xuất kinh doanh đang khó khăn như thế này thì chỉ có hai cái thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản là đang rất là khởi sắc. Thế thì có cái gì bảo đảm là bây giờ sẽ Hưng mà tăng 5 lần trên cái cung tiền hiện tại và cái tiền đó chỉ chủ yếu là đi vào sản xuất kinh doanh mà không đi vào những cái hoạt động đầu cơ và đến cuối cùng nó tạo ra cái bong bóng của những cái thị trường tài chính. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nói về cái vai trò của ngân hàng trung ương đó. Thì chúng ta không gọi là ngân hàng, chúng ta không gọi là ngân hàng trung ương mà chúng ta gọi là ngân hàng nhà nước, là tại vì ngân hàng nhà nước của chúng ta là một bộ phận ở trong nội các của chính phủ, và thống đốc của ngân hàng nhà nước là báo cáo cho thủ tướng, trong khi mà trên rất nhiều quốc gia đó, thì ngân hàng trung ương nó độc lập với chính phủ, chẳng hạn như ở bên Mỹ chẳng hạn thì thống đốc của ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ và hiện tại là ông Jay Powell, ông ấy không báo cáo cho tổng thống Joe Biden mà ông ấy báo cáo trực tiếp cho quốc hội và ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ, và chúng ta gọi cái tên sai lầm là cục dự trữ liên bang Mỹ, nó không phải là cục đâu, cục nó là còn dưới bộ nữa. Cái ngân hàng trung ương của Mỹ là The Federal Reserve Bank of the United States, thành ra tất cả nước của chúng ta gọi cái tên là cục dự trữ liên bang Mỹ là sai lầm, nhưng mà tôi bỏ qua cái vấn đề nhỏ đó. Cái vấn đề hiện tại là ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ họ báo cáo trực tiếp và chịu trực tiếp trước quốc hội, mặc dầu là cái người mà được bổ nhiệm vào thống đốc của ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ đó là do tổng thống, thế nhưng mà cái người mà phê chuẩn cái ghế đó không phải là tổng thống Mỹ mà là quốc hội lưỡng viện. Thế thì trong cái tinh thần đó hiện tại ngân hàng nhà nước của chúng ta cũng vẫn là thuộc về chính phủ, không có một cái vị trí độc lập như rất nhiều những ngân hàng trung ương trên thế giới. Thành ra bây giờ nói một số những lãnh đạo chính phủ mà sẽ trở thành những lãnh đạo của ngân hàng nhà nước thì tôi nghĩ rằng cái sự lệ thuộc đó nó lại còn nó lại còn chặt chẽ hơn nữa, và tôi mong rằng tới một lúc nào đó thì ngân hàng nhà nước Việt Nam của mình sẽ trở thành ngân hàng Việt Nam và độc lập với lại chính phủ.
và báo cáo trực tiếp cho Quốc hội. Em xin Đó là một vài điểm. gác lại thầy Hiếu một chút. Tức là đây vấn đề đây là em muốn nói, tức là chúng ta không có trông chờ nơi cái thị trường tài chính cả. Thị trường tài chính chúng ta là một cái thị trường khiếm khuyết. Lý do là sao? Chúng ta đừng gom hồng mà chúng ta so sánh thị trường này với những cái thị trường khác ở những cái nơi vùng đất khác. Lý do tại sao? Tại vì những cái vùng đất khác, ví dụ như bên mà Hồng Kông á, là phải 40% dân á, là tham gia mua chứng khoán. Bên Mỹ á, là 65 tới 70% dân là chơi chứng khoán. Còn chúng ta chỉ có 2,5 tới 3% thôi à. Thành ra chúng ta đang khuếch đại một cái vòng lặp, mà cái vòng vòng cái vòng đó nhỏ giống như là một cái vòng để buộc ngang thắt lưng của những người leo núi. Trong khi cái vòng lớn rộng lớn của những cái thị trường khác thì nó rộng lớn biết bao. Thậm chí tới là người ta có thể đóng cửa tất cả những cái hệ thống phân phối mà người ta chỉ dựa vào cái thị trường tài chính để người ta cung ứng thu nhập cho người dân cũng đủ. 65%, 70% dân mua chứng khoán, và chứng khoán giống như một gấu mẹ vĩ đại, thị trường chứng khoán giống như gấu mẹ vĩ đại phân phối lợi nhuận trên toàn dân. Còn chúng ta đây á, chúng ta là thị trường chứng khoán, chúng ta đây là gần như là bị thao túng, thậm chí là bị làm giá, và chúng ta đeo đuổi những cái chỉ số hảo quyền gì đâu á. Trong khi đó những cái nỗ lực mà được gọi là chân chính để mở rộng mà xem như là những cái tài khoản mà rộng khắp trên người dân để thế nào đó, để đây là một cái thị trường khổng lồ có thể thậm chí cung ứng dịch vụ cho, cung ứng cái thu nhập cho toàn dân chúng ta, ngay cả trong những cái hoàn cảnh online hết, và những cái sản xuất khác là xem như là bị yếu hết, chúng ta không làm được. Thế mà bây giờ chúng ta lại kỳ vọng đó, trong cái giai đoạn này chúng ta nên kỳ vọng cái khác. Chúng ta đừng có xem như có thể nói là quá lúng túng trong việc là không thể phân biệt giữa đại khái bất cập, phân biệt giữa lúa mạch với lúa mì. Ví dụ như ở những cái nước người ta là cái quỹ hưu trí hoặc là những cái quỹ tương hỗ nó rất là rộng lớn, và những cái quỹ đó nó luôn luôn nó có những cái tài khoản, nó có những cái tài khoản hoặc những cái cổ phiếu, nó mua những cái cổ phiếu, những cái tài khoản trên cái thị trường tài chính. Thành ra cho nên tất cả, gần như tất cả những người về hưu đều có dính dáng tới cái chứng khoán gián tiếp hoặc trực tiếp. Đó là chưa không có nói tới cái 65% dân là trực tiếp là tham gia. Thành ra cho nên là cái thị trường chứng khoán nó ăn sâu rộng vô trong cái thu nhập và cái linh hồn của từng người dân. Còn chúng ta đây là chúng ta còn là những cái tay chơi hạng nặng, và chơi cái kiểu gì đó mà bây giờ trên mạng người ta nói là những đời nhà đầu F0 chơi thời gian là trắng tay hết. Do đó cho nên đây là chính phủ là chẳng những là phải quan sát còn chấn chỉnh nữa, chứ chúng ta đừng có mà vô tình mà chúng ta khuếch đại lên là những cái mà nó không không nó mình phải cẩn thận cái chuyện này. Còn bất động sản đúng không, bất động sản là chúng ta đang đang đeo đuổi một cái gì, chúng ta đang gom tiền là xem như là trên 65% tài sản quốc gia này vô trong 1% một những người qua chuyển dịch tài sản, và chúng ta là đang muốn 80%, đang làm cái kiểu là 80% tài sản quốc gia là vô tay chỉ 20% người. Cái đó là cái mô hình mà xã hội chủ nghĩa không thích, nhưng mà chúng ta đang vô tình chúng ta làm việc đó. Bây giờ tôi không có dám nói nhiều, bây giờ là mấy anh mấy thầy là những người lỗi lạc, những người thấy xa thấy rộng, cứ dựa vào số đó coi đi. Nếu mà cái số đó mở rộng thì chúng ta từ 1% tăng lên 5% đi, rồi từ 20% tăng lên ít nhất là phải 40%, thì cái xã hội chúng ta mới hạnh phúc được. Cái đó là mới phù hợp với lại những bậc tổ phụ chúng ta về mặt xã hội chủ nghĩa được. Chứ bây giờ chúng ta đang như thế nào đây? Tôi thấy người giàu thì ngày càng giàu lên là do bất động sản, mà người nghèo thì ngày càng teo lại. Thành ra cho nên đó là phải cẩn thận, trong nhất là trong cái giai đoạn này. Bây giờ nếu mà những cái tài khoản nào mà được cứu trợ là phải những cái gì đó mà cái gì đó mà ngân hàng nhà nước làm hay là chính phủ làm thì phải từ 20 triệu tài khoản trở lên. Như vậy đó là tổng cầu đó, nó mới ổn định. Như vậy là hạnh phúc người dân là mới là ok. Trong khi chúng ta tốn một nguồn lực rất ít, không có nhiều đâu, 400 ngàn tỷ đâu có nhiều. Không có nhiều đâu thưa thầy. Đối với lại là cái năng lực của ngân hàng trung tâm bây giờ là một cái năng lực lớn. Bây giờ làm sao để cho mấy anh mấy thầy thuyết phục nhau để mà chúng ta khai thác năng lực đó. Còn bây trong câu chuyện, thí dụ trong là 6 năm qua chúng ta tăng là trưởng là 3-4 triệu tỷ
về mặt là tiền gửi, tiền đâu ra, tiền đâu ra, tiền này thấy do từ bất động sản tôi phỏng vấn rất là nhiều chi nhánh ngân hàng, nói tiền bây giờ nó nhiều lắm anh, một cái nhà hồi xưa nó chỉ có 3 tỷ bây giờ nó 30 triệu tỷ, 30 tỷ nó tăng lên là gấp 10 lần, do đó cho nó rất là dễ kiếm tiền để gửi vô ngân hàng đó. Nhưng mà hỏi thử hỏi bao nhiêu người được cái chuyện đó, do đó cho nên cái chuyện thúc đẩy tăng giá bất động sản là cái chuyện rất cần thiết. Bởi cho nên có nhiều chương trình của cô Chi là xin mấy anh mấy thầy trên đánh thuế để chúng ta cho cái điều tiết cái giá đó. Và tiền, bởi nãy tôi nói không biết là cái cấu trúc của nền kinh tế chúng ta đó là nó có bị sai biệt cái sai cái gì để chúng ta không thể phát huy cái số nhân tiền tệ được. Có thể có một cái tỷ trọng của một cái loại hàng hóa nào đó mà nó không có phát sinh cái giá trị gia tăng, nó chiếm quá lớn trong GDP chúng ta. Do đó trong chiếm quá lớn trong dư nợ chúng ta, do đó chúng ta không dám làm gì hết. Rồi bây giờ tới cái thì trả tài chính nữa. Vâng, ông Thiên có thêm ý kiến gì ạ? Tôi thấy hai anh đề cập đến những cái chuyện nó rất là nền tảng. Có cái lúc khác mà thảo luận những cái này về mặt cả về mặt thực tiễn, cả mặt lý luận nó rất là cơ bản. Nhất là cái cách tiếp cận của anh Hưng ấy là nó luôn luôn nó mở ra những cái chuyện, nhưng mà hình như nó đi hơi xa với cái chủ đề này ngày hôm nay. Thì có cái chỗ là cái tranh luận về cái gọi là mở rộng cung tiền ấy, thì có lẽ là ý của anh Hưng nó không phải là phang đến cái mức mà tiền nó tuôn ra ào ạt, nhưng mà cái sự khan hiếm theo cái nghĩa dòng tiền nó đứt ấy là đang cần phải có tìm cái cách mà khắc phục ấy. Thì tôi nghĩ là cái ý tưởng của anh Hưng cũng là cái mà chúng ta phải nên 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 lưu ý. Thế còn những cái chuyện nó liên quan đến vai trò vị thế của ngân hàng nhà nước có lẽ là cũng không kể ra, mà lúc này mà ngồi bình tĩnh mà bàn cũng cái cơ hội để mà thay đổi cái vị thế cũng là rất là hay, nhưng mà có lẽ không phải là cái buổi này. Rồi là những cái tiếp cận là tương quan giữa cái thị trường chứng khoán với lại cả cái hệ thống ngoài chứng khoán, về cái để mà đo lường cái khối lượng tiền tệ của Việt Nam ấy, những cái câu chuyện đấy tôi cho là rất là hay và phải bàn một cách rất là cơ bản. Nhưng mà hôm nay trở lại cái câu chuyện là cứu doanh nghiệp thì có lẽ là chúng ta nên nên nên, nên trực tiếp chúng có là những cái chuyện này nó đều hay cả, là nó sẽ hút chúng ta đi vào những cái tuyến vấn đề khác mà nó chưa chưa thực sự là đúng vào cái mục tiêu. Vâng. Và ông Thiều nói tiếp đấy ạ. Tôi thấy rằng là có lẽ chúng ta nên nhìn nhận từ cái góc độ ngân hàng nữa, xem nếu mà ngân hàng mà xử lý cái theo cái tinh thần như vậy thì họ sẽ cần phải làm như thế nào, bởi vì họ có vấn đề của họ, ngân hàng có những vấn đề rất là đặc thù của ngân hàng, mà thực ra đây là vẫn là một cái vùng nó tương đối cấm địa, ít ít người nắm được lắm. Đấy, cho nên là nhiều khi không biết được là có khi là giảm đến 5% lãi suất là đã là một cái sự nỗ lực cực kỳ lớn rồi. Nhưng nhìn người ngoài không biết, có khi bảo ăn thua gì mẹ đấy, như anh Hiếu lúc nãy nói là hiệp hội bất động sản hôm kia họ còn đề nghị giảm thêm 2% nữa, chưa được gì cả, là bởi vì còn nhiều dư địa lắm. Nhưng mà thực hư của câu chuyện như thế nào thì tôi nghĩ rằng là đấy lại phải bàn từ cái phía ngân hàng để mà làm rõ cái chuyện này. Và tôi vẫn muốn là có một cái thảo luận mà nó rất là sòng phẳng, theo cái nghĩa là một cái sự tin cậy mà chính phủ cầm trịch giữa cái khối doanh nghiệp và ngân hàng, để mà về tình huống để xác định nó đúng tình huống của hai bên thì mới có một cái xử lý tối ưu được, chứ không có là bên nào cũng không thông tin bất đối xứng ngại là nó dễ đưa ra những cái chính sách mà giữa cái lúc khẩn cấp thế này là nó dễ gây ra những cái ứng xử rủi ro, và điều hành của chính phủ có thể là nó lại không khớp, nó gây ra giật cục là cũng rất là nguy hiểm. Vâng. Có lẽ là như thế, mời anh Hiếu thử phát kêu tiếp xem. Cảm ơn anh Thiên. Ý kiến của tôi trước nhất là trả lời một chút về cái ý kiến của anh Hưng, và sau đó thì tiếp theo ý kiến của tiến sĩ Trần Đình Thiên nữa. Anh Hưng nữa, có nhắc đến cái vấn đề thì cái thị trường chứng khoán có thể nên phát triển cho nó mạnh để mà hỗ trợ nền kinh tế lúc này. Xin thưa với anh Hưng là thị trường chứng khoán lúc này
không phải là cái công cụ hữu hiệu để hỗ trợ các doanh nghiệp đang yếu đuối đâu. Tại vì cái thị trường chứng khoán là để cho những doanh nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp có khả năng tài chính và có thể đăng ký chứng khoán của họ với Ủy ban chứng khoán, thì những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ là những cái đối tượng mà bị loại ra khỏi cái vòng tầm ngắm của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán lúc này đang tăng trưởng rất mạnh, đang rất tốt, thế nhưng mà nó nằm ở trên cái thị trường thứ cấp chứ không phải là thị trường phát hành sơ cấp. Thành ra thị trường chứng khoán của Việt Nam không phải là giải pháp cho các doanh nghiệp đang khó khăn lúc này, mà có lẽ cũng phải trở lại với ông ngân hàng là cái mà có thể nó là cái chỗ mà cần để giải cứu các ngân hàng, giải cứu các doanh nghiệp. Thế thì tiếp theo cái ý kiến của tiến sĩ Trần Đình Thương về cái vấn đề, trở lại cái vấn đề làm sao giải cứu các doanh nghiệp. Một trong những cái vấn đề mà hiện tại thực sự ra tôi rất lo lắng là vấn đề nợ xấu. Như chúng ta biết rằng năm ngoái thì Ngân hàng Nhà nước đã ra cái thông tư số 1 vào khoảng tháng 3/2020 cho phép các ngân hàng cơ cấu lại nợ, không chuyển nhóm nợ và hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh. Năm nay với thông tư số 3 của 2021, Ngân hàng Nhà nước một lần nữa lại yêu cầu các ngân hàng là hỗ trợ các doanh nghiệp giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ và cho phép không chuyển nhóm nợ. Thế nhưng mà tình hình năm nay thì thật sự ra cái tình hình nợ xấu năm nay vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng có lẽ gấp 3, gấp 4 lần năm 2020. Mặc dầu là trên sổ sách của các ngân hàng thì đây là một cái con số mà rất là lạc quan. Thứ nhất là thường thường các ngân hàng dùng một cái tỷ lệ nó kêu bằng tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tức là cái tỷ lệ của cái dự phòng nợ xấu của một ngân hàng, nó lấy cái tất cả cái dự phòng nợ xấu ra rồi các ông ấy chia cho tổng số nợ xấu. Thế thì có ngân hàng cái tỷ lệ nó 100%, có ngân hàng 200%, có những ngân hàng lên 300%, có những ngân hàng lên 400%, tức là cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu quá tốt đẹp. Họ đã dự phòng 4 đồng chỉ để mà bao phủ cho một đồng nợ xấu, thì bây giờ có một đồng nợ xấu mà có mất hết nợ xấu đi nữa thì các ông vẫn còn cái vốn để dành. Nếu mà ông có 4 đồng, ông mới chỉ tiêu có một đồng còn 3 đồng, thì cái tỷ lệ đó là vô cùng, trông thấy là cái bức tranh vô cùng lạc quan, nhưng mà thực tế có lẽ không phải vậy. Tôi nghĩ là trong năm nay có lẽ tiến sĩ Hưng và tiến sĩ Trần Đình Thiên cũng đồng ý với tôi là tình hình của các doanh nghiệp khó khăn lắm. Mà nếu mà họ khó khăn đấy, trong thành phố Hồ Chí Minh 30-40% các doanh nghiệp nhỏ đóng cửa tạm ngưng hoạt động tại vì chịu không nổi những cái chi phí từ 3T. Thế thì làm sao mà tình hình nợ xấu có thể cải thiện trong năm nay được? Nó trở nên rất là nghiêm trọng. Thế thì với một cái tình hình nợ xấu nghiêm trọng như thế thì vấn đề các báo cáo trên sổ sách cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu đó nó chỉ ảnh hưởng tới lợi nhuận thôi, tức là bây giờ cứ cho là tất nợ xấu bị nợ xấu hết 100% đi thì các ông cũng vẫn còn cái của để dành để mà bù trừ, để mà không ảnh hưởng tới lợi nhuận, nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng tới lợi nhuận trên sổ sách thôi. Cái mà tôi lo ngại là cái vấn đề dòng tiền. Khi mà các ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng cho vay ra thì đáng lý dòng tiền nó trở lại để mà ngân hàng dùng cái tiền đó trả lại tiền. Còn bây giờ cái dòng tiền nó đi ra ngoài, không, nó đứt đoạn ở ngoài đó, nó trở thành nợ xấu, không trở lại nữa, thì ngân hàng có thể rơi vào cái tình trạng mất thanh khoản. Và chính vì cái tình trạng đó mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề nợ xấu hiện tại của các ngân hàng là cái vấn đề mà chúng ta phải rất quan tâm. Và chính vì đó mà nó cũng liên quan đến cái vấn đề tại sao các ngân hàng không thể giảm lãi suất sâu được. Tại vì trong một cái tình hình, chỉ cho phép tôi thêm 10 giây nữa thôi, là trong một cái tình hình mà rủi ro nó tăng cao lên thì cái lãi suất không thể nào hạ xuống được. Lãi suất nó đi cùng với rủi ro cao lên, lãi suất cao lên, rủi ro thấp xuống, lãi suất thấp xuống. Nếu tại thời điểm này mà các ngân hàng giảm lãi suất trong khi mà cái mức độ rủi ro của các ngân hàng tăng lên, là các ngân hàng đi ngược lại với cái nguyên tắc làm việc của họ, mà chúng ta gọi là các ngân hàng cũng là những doanh nghiệp, cái câu đó nó thừa, không ai
chúng ta đừng nói cái chuyện mà các doanh nghiệp cũng là, các ngân hàng cũng là doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, phải nói là các doanh nghiệp họ làm việc theo cái chỉ tiêu lợi nhuận của họ, cái tối ưu cái lợi nhuận của họ. Và nếu bây giờ mà họ đi ngược lại với cái nguyên tắc rủi ro lên mà lãi suất xuống là họ đi ngược lại với nguyên tắc của họ. Và đến cuối cùng thì họ phải chịu trách nhiệm cho cái những cái quyết định sai lầm của họ. Thành ra tại cái thời điểm này thật sự là tôi rất hiểu cho ngân hàng là tại sao các ngân hàng khó có thể giảm lãi suất được khi mà cái rủi ro nó tăng lên. Thì đó là một một cái khía cạnh khác mà tôi đem vào để nói cái vấn đề lãi suất như thế nào mà hỗ trợ các doanh nghiệp. Cảm ơn chị. Tôi xin có một ý kiến, tức là nếu tôi mà làm ngân hàng trong cái khung cảnh này tôi không có sợ nợ xấu đâu. Tại vì nợ xấu là chúng ta chỉ cần đóng băng nó một năm thôi thì những cái tài sản thế chấp nó tăng lên từ 3-40%, thế là lợi nhuận nó là khủng luôn. Do đó cho nên ngân hàng mà nó nói nó sợ nợ xấu chẳng qua nó vờ thế thôi. Trong với một cái đà mà thúc đẩy giá bất động sản tăng khủng, tức là thí dụ sau 15, trong 15 năm ở đất nước người ta chỉ tăng 70% giá thôi, còn chúng ta tăng là 17 lần, cái nhà của tôi tăng 17 lần. Thế thì nó đưa đến cái câu chuyện là gì? Tức là cái hệ thống tài chính nó tóm thâu tất cả những bất động sản của xã hội. Thành ra ngân hàng mà sợ nợ xấu, cái đó là nó ở ngoài mặt nó thôi, chứ còn ở trong thâm tâm ổng vững chân à. Do đó cho nên là em đề nghị với quý thầy ở trên là phải nghiên cứu cho kỹ. Tức là xã hội mình không phải, nó có rất là nhiều ngành để cho nó phải có một cái nguyên tắc thăng bằng như thế nào đó. Nguyên tắc nó là tương đương, chứ không phải là chỉ có ngành ngân hàng với bất động sản. Ông Thiên có một ý kiến thật là ngắn gọn. Vâng, trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình, bởi vì chúng ta đã có rất nhiều vấn đề và thời gian để bàn luận. Tôi nghĩ là có lẽ là doanh nghiệp mà nó suy yếu, nó đang phải chịu nạn thế này thì chắc chắn là cái nợ của ngân hàng nó tăng lên. Thêm vào đó ấy, là ngân hàng cũng phải tìm mọi cái giải pháp để mà giảm cái gánh nặng lên doanh nghiệp. Thì đấy cũng là cái lý do để những cái xấu nó chưa bộc lộ ra hết tầm của nó. Và đến cái lúc mà bình yên trở lại thì cái lúc ấy là chắc là sẽ là cái câu chuyện tính đếm cái nợ ấy nó sẽ khác đi rất nhiều. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là thực sự là cái phải tính đến một cách rất nghiêm túc từ bây giờ. Chứ nếu không ấy là đang trò kinh doanh ấy, muốn thu hút cổ phiếu, muốn giá nọ giá kia lên ấy, thì dường như là cái mọi chuyện nó đang tốt đẹp cả. Còn những cái thứ mà yếu kém ấy là người ta phải giấu đi. Cái chuyện ấy nó đúng cho mọi trường hợp thôi, nó cái phản ứng. Nhưng có lẽ cái những cái vùng cấm này khi mà phân tích vĩ mô ấy, để mà ngăn dự báo tương lai ấy, là phải chú ý đến cái xu hướng mà tăng cái nợ xấu của ngân hàng. Tôi cho rằng là cái điều này là điều mà phải đặt ra một cách là sòng phẳng về phía nhà nước. Thì nếu để có những cái giải pháp chính sách ngay từ bây giờ. Thưa cái thứ hai ấy, là cũng để mà phải nói rõ hơn nữa cái câu chuyện là liệu ngân hàng có thể hỗ trợ doanh nghiệp được đến cái mức nào. Bởi vì là nếu mà nợ xấu như anh Hiếu nói mà nó nhiều quá, có khi nó không dám hạ lãi suất ấy chứ. Mà ta lâu nay là lãi suất nó cao, một phần là do nợ xấu nó nhiều, nhưng mà không dám công bố, cho nên là cứ om lại thế cho lãi suất nó cao. Thì cái chỗ này là chỗ là đến một cái giới hạn nào đó cũng phải là bảo đảm được cái tính minh bạch. Thì nếu không ấy là trong nền kinh tế có một cái sự tách rời giả hiệu, mất gọi là cân bằng giả hiệu, một cái sự mất cân bằng thực tế rất là nghiêm trọng giữa cái hai cái khu vực là doanh nghiệp và nhà nước, không thỏa thuận đối với nhau, tính chia rẽ nó cao lắm. Thì đây là cái điều. Thế còn đấy, trong cái tình huống như thế này ấy, một cái sự phân tích mà cần thiết như vậy nó sẽ giúp cho chính phủ ấy, tôi nói rằng sẽ nghĩ đến cái câu chuyện là một cái chính sách phòng chống rủi ro cho hệ thống ngân hàng ấy là nó tích cực hơn. Bởi vì chúng ta bây giờ là nó không phải là chỉ có chúng ta với nhau, chúng ta đang đương đầu với cả một cái cuộc cạnh tranh toàn cầu, nhiều cái vấn đề nó rủi ro nó đặt ra khác lắm. Ta cả cái buổi hôm nay chúng ta chỉ bàn giữa ta với ta thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tình thế nó sẽ không phải là chỉ có đơn giản như vậy. Đến lúc mà chúng ta chỉ cần yếu một phát một cái câu chuyện là nó lại xét là Việt Nam mà có đủ tư cách nọ tư cách kia không, như ông Mỹ mà năm ngoái ông cứ đè lên đè xuống ấy, về cái tài chính của Việt Nam ấy, thì là câu chuyện là nó sẽ khác đi rất nhiều. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là cái sẽ phải là bàn một cách rất là cẩn thận, và thông tin nó phải tốt hơn nữa về
những cái vấn đề mà cái xu hướng về cái và cái những cái giải pháp cho cái giải quyết cái vấn đề nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Đấy. Và có lẽ phải có cái sự tham gia của phía chính phủ, của cái Bộ Tài chính vào đây thì nó mới 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 có thể là có những cái dữ liệu để mà xử lý vấn đề được. Vâng ạ. Chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời. Tuy một chương trình đối thoại online thôi, chúng ta giao lưu trực tiếp với nhau qua hình thức trực tuyến. Thế tuy nhiên là các khách mời cũng đã rất là nhiệt huyết và cũng đã nêu ra rất là nhiều quan điểm cá nhân của mình và cũng tương tác với nhau rất là tốt ạ. Và ngày hôm nay chúng tôi nghĩ là một chương trình đối thoại bàn về việc là các ngân hàng sẽ hỗ trợ tiếp tục doanh nghiệp như thế nào trước tác động rất là nặng nề của làn sóng Covid lần thứ tư, và những lần trước thì cũng vẫn tác động rất là nhiều tới cộng đồng doanh nghiệp, thì chúng ta đã đưa ra được rất nhiều các giải pháp cụ thể. Và tôi nghĩ là những nội dung này rất tốt cho vấn đề tư vấn chính sách. Có lẽ là sẽ được những người quản lý, những nhà làm chính sách nghiên cứu và đưa ra thêm những giải pháp để ngân hàng có thể hỗ trợ được doanh nghiệp tốt hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi thấy là một chương trình đối thoại rất là hiệu quả và thiết thực. Thì chúng tôi xin là cảm ơn ba khách mời ngày hôm nay đã rất là nhiệt huyết với chương trình đối thoại với khán giả của VTV. Xin chúc các khách mời cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, và chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau tại trường quay của VTV trong một hoàn cảnh là trong một cái điều kiện là dịch bệnh đã được kiểm soát và mọi thứ lại quay trở lại với cái cuộc sống mà chúng ta mong đợi từ trước đến giờ, đúng không ạ? Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình đối thoại trong suốt thời gian vừa qua. Cũng rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị, những câu hỏi, những chủ đề mà quý vị gửi cho chúng tôi trong thời gian vừa qua, giúp chúng tôi có thêm những nội dung để có thể trao đổi với các khách mời trong các số đối thoại gần đây. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời cũng như là quý vị khán giả.